Phùng Ngọc Huy trải lòng về cuộc sống của La Vi khi vắng bố mẹ, bạn gái tin đồn ở Mỹ nói chuyện chia tay. Vừa qua, thông tin ca sĩ Phùng Ngọc Huy đoàn tụ La Vi, con chung với cố nghệ sĩ Mai Phương sau 8 năm xa cách, nhận về sự quan tâm lớn của công chúng. Mới đây, Phùng Ngọc Huy chia sẻ thêm về cuộc sống của con gái khi không có bố mẹ bên cạnh. Sau khi diễn viên Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy không thể về Việt Nam nên đã ủy quyền cho hai bảo mẫu Họa Mi nuôi chăm sóc La Vi, khi đó cô bé mới 2 tuổi lần này trở về sau hành trình dài gian nan phùng ngọc huy thấy vui và biết ơn hai cô bảo mẫu vì đã cho la vi một tuổi thơ bình yên theo lời nam ca sĩ con gái anh được hai cô bảo mẫu nuôi dưỡng từ nhỏ yêu thương như con ruột nên rất quý hai bảo mẫu quấn quýt không rời trong thời gian không có bố mẹ bên cạnh la vi không thiếu vắng tình thương nhờ hai cô bảo mẫu phùng ngọc huy cho biết vì hai cô vẫn còn độc thân nên dành hết thời gian tình cảm cho con gái thường xuyên đưa cô bé đi chơi đó đây có hai cô bỏ mẫu, anh rất yên tâm. Riêng về nam ca sĩ, vì bố ở xa nên chỉ có thể theo dõi con qua điện thoại. Phùng Ngọc Huy kể rằng, mỗi ngày con gái đi học về sẽ gọi điện cho bố kể chuyện về trường lớp. Cô bé rất hiếu động và lý lắc, thường xuyên rủ anh tham gia các tương tác trên điện thoại. Giờ đây hai bố con được gặp mặt trực tiếp, khiến nam ca sĩ không giấu được sự xúc động, vỡ hòa hạnh phúc khi được ôm con gái vào lòng. Con không khác nhiều so với lúc hai ba con nói chuyện qua điện thoại, vẫn đáng yêu và lý lắc. Tôi ngắm con thấy tràn đầy hạnh phúc cùng ngày bố con la vi đoàn tụ ca sĩ đan kim bạn gái tin đồn của phùng ngọc huy gây chú ý đăng tải bài viết chia sẻ và câu chuyện tình cảm với nam ca sĩ đan kim cho biết cô cảm thấy mừng cho ngày hạnh phúc của phùng ngọc huy chào buổi sáng cả đêm có ngủ đâu nè nhiều bạn nhắn tin an ủi thương chị quá anh huy về việt nam chị giữ sức khỏe đừng buồn nha chị rồi rất nhiều người hỏi em và huy chia tay rồi à rồi nhiều người hỏi kim có bạn trai mới rồi phải không thật ra em không có cuộc chia tay và cũng không có bạn trai mới em vẫn thích sống độc thân vui tính những gì bạn thấy tất cả không phải thế với tôi những người gần tôi hạnh phúc là tôi mừng sống không nên ích kỷ trước hạnh phúc của người khác không chỉ úp mở khi trả lời về việc chia tay Phùng Ngọc Huy Đan Kim tiếp tục khiến dân tình bất ngờ khi phủ nhận mối quan hệ yêu đương với nam ca sĩ tôi là người giao lưu rộng tôi quý tôi thân với ai tôi thích chụp hình làm kỷ niệm tôi mở ám chắc chắn tôi không up lên giữa công chúng từ ngày tôi biết chơi Facebook tôi chưa từng up và nói đây là bạn trai tôi không bao giờ và chưa bao giờ một ngày nào đó tôi có một người thật sự đi bên mình tôi hứa không giấu và tôi sẽ nói đây chính là chồng tôi đan kim khẳng định dưới bài viết nhiều bình luận để lại lời nhắn động viên đan kim trước đó cộng đồng mạng bàn tán xôn xao khi nữ ca sĩ chia sẻ ảnh chụp tình cảm với phùng ngọc huy dù dân tình liên tục đồn thổi chuyện yêu đương nhưng cả hai vẫn giữ im lặng chưa từng khẳng định mối quan hệ Tháng 2 năm 2023 vừa qua, nhân dịp sinh nhật Phùng Ngọc Huy, Đan Kim gửi lời chúc đến bạn trai tin đồn, kèm theo đó còn bất ngờ nhắc đến con gái cố diễn viên Mai Phương. Cô viết, Happy Birthday Hot Boy Phùng Ngọc Huy, dáng giữ sức khỏe và lo làm ăn kiếm tiền về rước con bé qua đi. Thời điểm đó nhiều ý kiến cho rằng áp lực công chúng về chuyện con gái La Vi khiến chuyện tình cảm của cả hai gặp nhiều khó khăn. Hiện Phùng Ngọc Huy vẫn chưa có phản hồi liên quan đến chuyện tình cảm. Lần này về nước anh ở lại khoảng 3 tuần để bồi đắp tình cảm với con gái, sau đó trở lại Mỹ thu xếp công việc. Nam ca sĩ đang chờ hoàn tất thủ tục bảo lãnh, đến tháng 10 sắp tới, Phùng Ngọc Huy sẽ về nước lần nữa để đón con sang Mỹ.